nhà yeah, tất cả các em ở các bài giảng trước thì cô đã giới thiệu các bạn ba phương pháp cơ bản để phân tích đa thức thành nhân tử đó là phương pháp nhóm à, đa nhân tử chung sử dụng hằng đẳng thức và nhóm hạng tử ở các bài giảng ngày hôm nay của cô thì cô sẽ giới thiệu một số phương pháp khác để phân tích đa thức thành nhân tử trong những trường hợp mà các bạn không thể áp dụng ba cái phương pháp cơ bản đó thì phương pháp đầu tiên cô muốn nói đến đó là phương pháp tách hạng tử đối với phương pháp tách hạng tử thì cô sẽ chia ra thành hai phần đó là tách hạng tử cho một cái biểu thức đa thức bậc 2 và phương pháp tách hạng tử cho những cái đa thức bậc cao hơn và đối với phương pháp tách hạng tử này thì chúng ta thường áp dụng cho những cái đa thức chỉ có một biến thôi thế, ví dụ như các bạn học ở những cái bài trước thì phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử nó có thể áp dụng cho các đa thức nhiều biến thế nhưng mà đối với phương pháp tách hạng tử cô chỉ nói đến đó là phương pháp tách hạng tử cho những cái đa thức có một biến thôi thì trường hợp một ở đây đó là đối với biểu thức có dạng là AX bình phương Cộng BX Cộng C Chúng ta sẽ phân tích cái đa thức AX bình cộng BX cộng C Bằng phương pháp nào Thì chúng ta sẽ có phương pháp như sau Ví dụ ở đây Cô sẽ đưa vào ví dụ trước Sau đó cô sẽ tổng kết thành phương pháp Ví dụ các bạn phân tích cho cô đa thức thành X bình phương Cộng 5X cộng 6 ở đây cô sẽ tách cái biểu thức ở giữa, tức là biểu thức bậc nhất này, 5x thành tổng của hai cái hai cái biểu thức khác mà sao cho là khi nhóm với mỗi cái biểu thức đấy với cái biểu thức phía trước nó là x bình hoặc biểu thức phía sau nó là 6 thì nó sẽ có nhân tử chung. Nhân tử chung và sau đó đặt ra nó sẽ có nhân tử chung cho cả hai nhóm. Thì ở đây cô sẽ tách 5x thành 2x và 3x Và khi nhóm như vậy Thì khi cô sẽ có là Biểu thức đầu tiên sẽ là x nhân với x cộng 2 Và biểu thức thứ hai thì sẽ là 3 nhân với x cộng 2 Và sau khi nhóm ra thì chúng ta sẽ có nhân tử chung là x cộng 2 Nhân ở đây là x cộng 3 Thì như vậy biểu thức của chúng ta x bình cộng 5 x cộng 6 Chúng ta nhóm tách cái hạng tử 5 x ra thành tổng của hai hạng tử là 2 x và 3 x và chúng ta sẽ có thừa số nhân tử chung là x cộng 2 của cả hai nhóm. Thế và từ cái phương pháp này chúng ta sẽ mối liên hệ gì giữa số 2, số 3 này với các cái hạng tử ở phía trên. Thì cách tách chúng ta nhìn thấy là 2 x 3 của chúng ta thì chính là 6. Và 2 cộng 3 thì chính là 5. Do đó chúng ta sẽ tách cái B này thành tích thành tổng của hai số mà có tích chính là A nhân C. A ở đây bằng 1. B của các bạn là 5 và C của các bạn là 6. Thế và khi đó A nhân C của các bạn là 1 nhân 6 là bằng 6 và B thì bằng 5. Như vậy chúng ta có phương pháp Chúng ta có các bước như sau. Bước thứ nhất là tính tích AC. Ví dụ ở đây chúng ta có tích A nhân C bằng 6. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách phân tích cái tích AC đó thành tích hai số mà có tổng bằng B. Ở đây chúng ta chú ý là một cái số thì có thể được phân tích thành tích của nhiều cách khác nhau. Ví dụ là 6 các bạn có thể là 1 x 6, có thể là 2 x 3, có thể là trừ 2 x 3 hoặc là trừ 6 x 1. Tức là cái số của chúng ta, cái tích A nhân C của chúng ta có rất nhiều cách phân tích. Thế nhưng chúng ta sẽ chỉ lựa chọn cách phân tích mà có tổng bằng đúng số B. Tìm cách phân tích ac thành tích hai số có tổng bằng b phân tích tích ac thành tích hai số có tổng bằng b và sau đó các bạn tách b thành tổng hai số vừa phân tích tách B thành tổng hai số vừa với phân tích. Thế bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phương pháp này để cho những cái ví dụ phía sau. Ví dụ đầu tiên cô có x bình phương trừ 7x cộng 12. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là A của các bạn là sẽ bằng 1 này, B bằng trừ 7 này, và C bằng 12. Thế và như vậy tích AC của các bạn sẽ là gì? AC của các bạn ở đây sẽ là 12. Bây giờ 12 mà các bạn sẽ phân tích thành tích hai số mà có tổng bằng trừ 7. B bằng trừ 7 mà. Thế như vậy chúng ta sẽ phân tích thành ví dụ là tổng bằng trừ 7 mà các bạn thấy tích bằng 12 thì chắc chắn nó phải là tích của hai số âm. Tích của hai số âm thì như vậy chúng ta nghĩ đến trừ 3 nhân trừ 4. Cái này chúng ta nhầm rất là dễ. Thế và như vậy và trừ 3 nhân trừ 4 thì tổng hai số này các bạn đúng bằng trừ 7. Như vậy đây là cách phân tích thỏa mãn. Và chúng ta sẽ tách ra thành x bình phương trừ 7x trừ 12 à cộng 12. Chúng ta tách thành gì? Chúng ta tách x bình trừ 3x cộng với 12 trừ đi 4x. Tách số trừ 7x thành trừ 3x trừ 4x. Chúng ta đặt nhân tử chung của mỗi nhóm. Thì ở đây là x nhân x 3. Cộng với chỗ này là 4 nhân với 3 x. Ở đây chúng ta có x 3 và 3 x thì nhân tử chung sẽ là x 3. Và khi đặt nhân tử chung ra như thế thì ở đây chúng ta phải đổi dấu chỗ số 4 này thành x 4. Đấy, và như vậy chúng ta sẽ có là x 3 nhân x 4. Đấy bằng phương pháp tổng tích. Ví dụ 3 Chúng ta sẽ thử xét tới trường hợp Mà hệ số A của chúng ta không phải bằng 1 Mà bằng 2 chẳng hạn 2, 3 hoặc là những cái biểu thức khác Ví dụ cô có là 6 ừ. X bình phương ừ. Trừ 11X cộng 3 Thì A à, ở đây là bằng 6 này B là, là trừ 11 này Và C bằng 3 A bằng 6 này B bằng trừ 11 và C bằng 3. Rồi đọc tích AC ở đây của các bạn là gì? AC là 6 x 3. 6 x 3 thì bằng 18. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái số 18 này thành tích hai số mà có tổng bằng âm 11. Thì nó sẽ là âm 2 nhân với âm 9. Và như thế chúng ta sẽ tách số âm 11 thành trừ 2x trừ 9x. Thế như vậy biểu thức của chúng ta sẽ bằng sẽ bằng gì? Nó sẽ là 6x bình phương trừ đi 2x trừ đi 9x cộng với 3. Và chúng ta nhóm hai biểu thức đầu vào với nhau thì sẽ là đặt 2x ra ngoài thì ở trong sẽ là 3x trừ 1. Biểu thức thứ hai thì chúng ta đặt trừ 3 ra ngoài thì ở trong cũng là 3x trừ 1. Chúng ta phải đổi dấu chỗ này cộng 3 thì đây là trừ trừ thành cộng. Và thừa số chung nó sẽ là 3x trừ 1 nhân với 2x trừ 3. Đấy như vậy là đối với hệ số a bằng 1 hay hệ số a khác một thì cách làm nó vẫn như vậy thôi chúng ta vẫn tính tích ac như là bình thường à, đối với phương pháp tách hạ tử này thì nó chỉ không chỉ áp dụng cho những cái biểu thức dạng là ax bình cộng bx cộng c mà chúng ta có thể áp dụng cho những biểu thức có dạng giống như thế chú ý chúng ta có thể áp dụng phương pháp trên cho biểu thức tương tự. Các biểu thức có dạng sau. Biểu thức có dạng đầu tiên giống như là biểu thức của các bạn vừa làm đó là A x mũ 4 cộng B x bình phương cộng C. Đấy là biểu thức thứ nhất. Dạng. Biểu thức thứ hai cũng có dạng giống như thế đó là A x bình phương cộng với b xy cộng với c y bình phương. Đây là hai cái biểu thức tương tự như cái biểu thức ax bình cộng bx cộng c mà các bạn có thể áp dụng cái phương pháp tách tổng tích này. Cô có ví dụ minh họa. Ví dụ các bạn phân tích cho cô cái biểu thức sau. 2x bình phương trừ đi 5xy trừ đi 3y bình. Đối với biểu thức 2x bình phương trừ 5xy trừ 3y bình thì đây nó có dạng là ax bình cộng bx y cộng c y bình. Và như vậy a của các bạn sẽ bằng 2 này. B của các bạn thì bằng trừ -5. Còn c thì bằng trừ -3. Thế và bây giờ chúng ta sẽ tách này, tính tích ac. Thì của các bạn là trừ 6 Bây giờ trừ 6 mà phân tích thành tích hai số mà có tổng bằng trừ 5 Thì nó sẽ là Các bạn hãy uh, chú ý ở đây phân tích rất là nhiều bạn nhầm Ví dụ là trừ 6 bạn tách thành trừ 2 nhân, trừ, chữ... nhân với 3 chẳng hạn Và nhưng mà ở đây tổng bằng trừ 5 Thì chúng ta không được là 2 với 3 Mà chúng ta sẽ phải phân tích trừ 6 thành Trừ 6 nhân với 1 Đây là cách tách trừ 6 thành tổng thành tích hai số mà có tổng bằng trừ 5, trừ 6 cộng 1 bằng trừ 5. Do đó, cái biểu thức chúng ta sẽ phân tích ra thành gì? 2x bình này. Bây giờ B của các bạn là trừ 5, mình tách thành trừ 6 này thành là trừ 6xy. Tiếp theo là nhân 1, tức là cộng với xy. Đấy, như vậy trừ 5, các bạn tách thay thành trừ 6 cộng 1. Và cái số trừ 5xy thì sẽ tách thành số trừ 6xy cộng với x y và trừ đi 3 y bình. Và đến đây chúng ta sẽ nhóm hạng tử hai cái hạng tử đầu tiên vào với nhau, hai cái hạng tử sau vào với nhau. Và chúng ta đặt thừa số chung cho từng hạng tử thì nó sẽ là hạng tử đầu tiên, nhóm đầu tiên nhân tử chung nó sẽ là 2x. Và biểu thức thứ hai sẽ là biểu thức còn lại sẽ là x trừ đi 3y đến cái nhóm thứ hai thì nhân tử chung ở đây là y và cái biểu thức của các bạn sẽ là x chứ 3y Và sau khi là nhóm từng hạng Phân tích trong từng nhóm rồi Thì chúng ta thấy có hạng tử chung là x chứ 3y Và nó sẽ là 2x cộng y nhân với X chứ 3y À, như vậy là cô đã minh họa cho các bạn ví dụ về cái dạng biểu thức mà có thể áp dụng cái phương pháp tách uh, cái hạng tử ở giữa thành tổng hai cái hạng tử mới. Còn cái đối với cái biểu thức uh, dạng ax mũ bốn cộng bx bình cộng C thì ở cái phần phương pháp đạo ẩn phụ thì cô sẽ nói, còn cách làm nó vẫn hoàn toàn tương tự nhưng mà cô sẽ nói kỹ hơn về cái phần này ở trong phương pháp đạo ẩn phụ. Bây giờ chúng ta sang tiếp sang đối với những cái đa thức bậc cao hơn thì chúng ta tách tổng tích à, tách cái hạng tử như thế nào? trường hợp thứ hai là đối với đa thức bậc cao tức là ví dụ đa thức bậc 3, đa thức bậc 4 thì chúng ta làm như thế nào thì đối với đa thức mà những cái đa thức bậc cao này thì cô sẽ hướng dẫn với các bạn đối với những đa thức mà chúng ta nhẩm được nghiệm nhẩm được nghiệm tức là à, chúng ta có thể nhẩm được cái nghiệm đẹp của nó ví dụ đa thức nó có nghiệm là một đa thức có nghiệm là hai hay đa thức có nghiệm là ba vân vân thì à, để áp dụng thì chúng ta có một cái định lý một cái tính chất như sau có hai 2 cái tính chất mà chúng ta cần phải chú ý để áp dụng đối với cái trường hợp đa thức bậc cao này đó là nếu đa thức fx có nghiệm là a nếu đa thức fx có nghiệm là a thì nó sẽ chứa nhân tử x chứa a Đấy là tính chất đầu tiên Nếu đa thức fx có nghiệm là A Thì nó sẽ chứa nhân tử x chứa A Có nghĩa là nếu mà fx Ví dụ fx mà có nghiệm bằng 1 Có nghiệm bằng 1 Tức là có nghĩa là khi các bạn thay 1 vào Biểu thức fx thì biểu thức nó phải bằng 0 Thì khi đó thì fx nó sẽ có dạng là Bằng x trừ 1 Nhân với một cái gx nào đấy Một cái đa thức bậc nhỏ hơn À, các bạn sẽ phân tích được fx thành x trừ một nhân với cái hợp x thì đây chính là phân tích thành nhân tử đúng chưa? đấy là tính chất đầu tiên. Tính chất thứ hai mà các bạn cần chú ý để có thể tìm được cái nghiệm a này làm thế nào để tìm được nghiệm a thì chúng ta có là nghiệm nguyên nếu có của fx của đa thức fx ở đây cô chú ý là đa thức fx có hệ số cao nhất bằng 1. Hệ số bậc cao nhất bằng 1. Phải là ước của hệ số tự do, cô sẽ giải thích Nghị nguyên nếu có của fx, fx là đa thức có hệ số bậc cao nhất bằng 1 thì phải là ước của hệ số tự do. Có nghĩa là gì? Thế nào là đa thức có hệ số bậc cao nhất bằng 1? Ví dụ cô có này, fx bằng x mũ 3 trừ 5x bình cộng 7x cộng 8, ví dụ thế này chẳng hạn. Đây là đa thức có hệ số bậc cao nhất bằng 1. Hệ số bậc cao nhất, các bạn nhìn vào trong biểu thức này, thì cái bậc cao nhất của các bạn là bậc 3. Và đây chính là cái hạng tử mà bậc cao nhất thì cái hệ số của nó nó bằng một thì đây chính là đa thức có hệ số bậc cao nhất bằng một thế còn nếu mà ví dụ cái fx mà như thế này chẳng hạn hoặc là cái gx nó bằng hai x mũ năm trừ x mũ bốn cộng một thì như vậy đa thức này thì chúng ta cái hệ số bậc cao nhất của nó là hai chứ không phải là bằng một trường hợp này thì không phải chúng ta chú ý là chúng ta chỉ xét trong bài toán là nếu hệ số bậc cao nhất của fx bằng một tiếp theo nữa là hệ số tự do thế nào là hệ số tự do Hệ số tự do tức là hệ số không chứa biến x thì ở đây ví dụ là 8 được gọi là hệ số tự do. 1 được gọi là hệ số tự do. Đấy, là những cái đạt những cái hệ số mà không có chứa x thì nó sẽ được gọi là hệ số tự do. Và nếu nghiệm nguyên nếu có, chúng ta chỉ làm đối với cái phương pháp này trong trường hợp mà chúng ta có nghiệm nguyên và nghiệm nguyên nếu có thì nó sẽ là ước của hệ số tự do. Có nghĩa là nó phải là ước của 8. Ví dụ thế chẳng hạn nếu nó có nghiệm nguyên thì nó phải là ước của 8. Thế và cô sẽ minh họa bởi một cái ví dụ như sau Bây giờ cô có biểu thức fx Đa thức fx của các bạn bằng X mũ 3 Trừ x bình phương Trừ x Trừ 2 x mũ 3 trừ x bình phương trừ x trừ 2 Thì các bạn nhìn thấy đây là một đa thức có hệ số bậc cao nhất bằng 1 Đây là hệ cao nhất này số cái hệ Biểu thức hạ tử chứa x cao nhất là x mũ 3 và hệ số của nó là một thì như vậy đây chính là đa thức với hệ số cao nhất bằng một hạng tử tự do của cái biểu thức này nó là trừ hai hệ số tự do của cái cái đa thức này là trừ hai và như vậy bây giờ chúng ta sẽ phải xét xem cái phương trình này có nghiệm nguyên hay không biểu thức đa thức này có nghiệm nguyên hay không thì ta tìm xem ước của trừ hai nó có những cái gì ước của trừ hai thì các bạn có là ước của trừ hai thì nó có thể là bằng 1 này, trừ 1 này, 2 này, trừ 2 này. Nó có khoảng 4 giá trị như thế này. Thì bây giờ các bạn thay thử từng giá trị vào một xem cái nào sẽ là nghiệm. Ví dụ cô thay 1 vào. Cô thay 1 vào F1 của cô sẽ là 1 trừ đi 1 bằng 0 này. Trừ 1 trừ 2 thì nó bằng trừ 3. Như vậy cái 1 này không phải là nghiệm. Tiếp theo cô thử cái trừ 1 chẳng hạn nhé. Trừ 1 của cô là gì? Trừ 1. Mũ 3 thì là trừ 1 mà. Trừ 1 bình phương thì vẫn là trừ 1 Thì như vậy đây là trừ 1, trừ 1 là trừ 2 Trừ đi x tức là thành cộng thêm 1 Tức là trừ 2 cộng với 1 Thì nó vẫn bằng trừ 1 Và trừ đi 2 nữa Không bằng 0 Như vậy cái nghiệm này của các bạn cũng là Tiếp theo thử số 2 này 2 mũ 3 thì là 8 2 mũ 2 thì là 4 8 trừ 4 Rồi trừ 2 trừ 2 Thì 8 trừ 4 thì bằng 4 4 2 2 thì bằng 0. Như vậy, chúng ta đã tìm được nghiệm. Nghiệm của nó là 2. Nghiệm của nó là 2 thì tính chất của nó sẽ là chứa nhân tử x 2. x a thì x 2. Tức là cái biểu thức fx của các bạn sẽ có là x 2 nhân với một biểu thức GX nào đấy. Tức là nó sẽ phải có một cái nhân tử là x 2. Và dựa vào cái cơ sở đó thì các bạn sẽ tách các hạng tử này thành các biểu thức mà làm thế nào để xuất hiện cái nhân tử x trừ 2 vì chúng ta biết là chắc chắn nó sẽ có nhân tử x 2 thì chúng ta sẽ tách các hạng tử của cái đa thức này để nhóm vào với nhau thế nào để có nhân tử là x 2 thì cách tách sẽ như sau bây giờ các bạn nhìn bây giờ biểu thức f(x) của cô bằng x mũ 3 trừ x bình phương trừ x trừ 2 bây giờ cô sẽ tách này bây giờ có x mũ 3 này Bây giờ làm thế nào để xuất hiện x 2 Thì rõ ràng là, là nếu mà x mũ 3 mà chia cho x thì đây sẽ là x bình Cái Sau khi nhóm vào thành x trừ 2 nó sẽ là x bình X bình trừ nhân với x trừ 2 nó sẽ là x mũ 3 trừ đi 2x bình Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải tách cái trừ x bình này thành trừ 2x bình Thì khi đó khi đặt nhân tử chung là x bình ra ngoài thì nó sẽ có x trừ 2 Thế nhưng nếu mà tách thành trừ 2x bình Mà biểu thức của chúng ta là trừ x bình thì như vậy nó bị thiếu mất một cái x bình nữa Rồi chúng ta sẽ phải cộng với x bình Thì nó mới đủ cái trừ x bình ở phía trên Đấy, trừ 2 cộng với 1 ra trừ 1 Thế tiếp theo này, x bình Mà làm thế nào để xuất hiện x trừ hạng anh Thì chúng ta có là x bình thì bằng x nhân x Như vậy ở đây nó sẽ thành x Đây nó sẽ là x trừ 2 này Để có x bình thì nó sẽ phải nhân thêm x Thì nhân ra thì nó sẽ là x bình phương trừ đi 2x Và như vậy chúng ta sẽ phải trừ đi 2x Trừ đi 2x mà ở đây của chúng ta chỉ có là trừ x thôi Và như vậy chúng ta sẽ phải cộng thêm x nữa Thì nó mới ra cái trừ x này Và khi cộng thêm x vào Thì chúng ta ghép với cái biểu thức cuối cùng Thì nó chính là cộng x trừ 2 Và sau khi đã có biểu thức như thế này Chúng ta sẽ tách ra thành là x bình phương nhân x trừ 2 này Cộng với x nhân x 2 và cộng với x 2 nhân 1. Và thừa số chung của các bạn sẽ là x 2. Và biểu thức còn lại sẽ là x bình phương cộng x cộng 1. Thế và như vậy phương pháp chung cho cái dạng bài này. Từ đó chúng ta ra phương pháp như sau. Ở đây chúng ta sẽ phương pháp là chúng ta Thứ nhất Tìm các ước của hệ số tự do Tìm các ước của hệ số tự do Ví dụ ở đây là tìm các ước của chữ 2 Sau đó Bước thứ hai Sau khi đã liệt kê được tất cả các ước của hệ số tự do rồi Thì chúng ta sẽ thử để tìm nghiệm của cái phương trình Tìm nghiệm nguyên trong các ước đó. Tìm nghiệm nguyên của đa thức. Tìm nghiệm nguyên của đa thức. Và ví dụ, giả sử nghiệm đó là a và chúng ta sẽ sử dụng là tách các hạng tử để làm xuất hiện nhân tử chung là x a để xuất hiện nhân tử hạng tử để làm xuất hiện nhân tử là x a. Ví dụ ở đây chúng ta có là nghiệm là 2. Đấy chúng ta tìm được nghiệm là 2 thì chúng ta sẽ phải tách các hạng tử để làm thế nào xuất hiện ở mỗi cái nhóm này đều xuất hiện cái nhân tử là x 2. Đấy đấy là cái phương pháp để giải đối với đa thức bậc cao. Bây giờ cô sẽ minh họa thêm một ví dụ nữa để các bạn thấy cái cách làm đối với cái phương pháp này. Bây giờ cô có ví dụ x mũ 3 cộng 2x trừ đi 3 thì đây rõ ràng là nó rơi vào cái trường hợp của chúng ta là đa thức có uh, hệ số cao nhất bằng 1 và bây giờ cái hạng tử tự do của số hạng tử do của các bạn đó là trừ 3 thì các bạn đi tìm ước của trừ 3 ước của trừ 3 của các bạn có là cộng trừ 1 và cộng trừ 3 đối với những cái số nhỏ như thế này thì việc thử nghiệm nó cũng rất là dễ Thế nhưng mà đối với những số lớn hơn, có số lượng ước nhiều hơn thì các bạn phải chú ý thử Và thường thì các bạn sẽ chọn những cái số nhỏ các bạn thử trước cho nó dễ Thì ở đây các bạn nhìn thấy ngay, nó có nghĩa là một Đây là một cộng với 2, trừ đi 3 đúng không, không. Như vậy có nghiệm là một có nghiệm là một thì chắc chắn nó sẽ có nhân tử sẽ là x trừ 1 Thế như vậy chúng ta sẽ phải tìm cách phân tích cái biểu thức này ra dạng xuất hiện cái nhân tử là x chữ 1 Thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau Bây giờ cái x mũ 3 Bây giờ cô đặt biểu thương này là A A bảo Đầu tiên là x mũ 3 Mà muốn xuất hiện nhân tử là x chữ 1 Thì có x mũ 3 chia cho x thì nó sẽ là x bình Cái thương đầu tiên là x bình Thì như vậy là chúng ta sẽ phải ghép với là x bình nhân với x trừ 1 nhân vào đây thì nó sẽ là x mũ 3 trừ đi x bình. Như vậy chúng ta sẽ có là trừ x bình Trừ đi x bình thì ở đây chúng ta thấy không có x bình ở phía trên này Các bạn nhìn thấy không hề có x bình Thì các bạn sẽ phải cộng thêm X bình phương vào Để cho nó đủ Cộng x bình phương Mà bây giờ muốn có nhân tử là x trừ 1 Thì ở đây là x nhân với x thì bằng X bình X nhân với trừ 1 thì là trừ x Như vậy chúng ta phải trừ đi x Trừ đi x Mà ở đây là cộng 2x Thì chúng ta thiếu mất 3x -1 phải cộng thêm 3 thì ra dương 2 thì như vậy chúng ta phải cộng với x 3x và cuối cùng là trừ đi 3. Và bây giờ chúng ta nhóm thừa số chung ra ngoài. Nhóm thứ nhất là x bình nhân với x 1. Nhóm thứ hai là cộng với x nhân với x 1. Và nhóm thứ ba sẽ là cộng với 3 lần x 1. Và chúng ta thấy cả ba biểu thức này đều có nhân tử chung là x 1. Và chúng ta đặt x 1 ra ngoài. Và biểu thức của chúng ta sẽ là x bình phương cộng x cộng 3. Như vậy ở đây đối với đa thức bậc cao như thế cho chúng ta nếu mà chúng ta nhẩm được nghiệm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phân tích được thành nhân tử.